Tôi cố gắng lần theo làn khói nhang xem có chuyện gì xảy ra thì tôi thấy một nơi. Không biết là ngôi nhà nào, nhưng nó giống như là giống như có lối vào, giống như đường kẻ dành cho người đi bộ nhưng nó có từng lối. Có từng lối như đường kẻ trên tấm rèm. Có nhà nào? Số nào? Ở đây, nhà 253 là nhà nghỉ của chính phủ. Có ảnh của cô cùng anh ta ở trong khu vực đó không? Bây giờ không còn nữa rồi. Không phải mà là 10 năm trước. Có. Khi mà cô khấn nguyện gọi anh ta đến. hôm nay tôi sẽ kể câu chuyện liên quan tới người thứ ba cho quý khán giả cùng nghe bình thường khi nói đến người thứ ba thì nghĩa là có người nào đó xen vào cuộc sống của cặp đôi nhưng nếu tôi nói rằng người thứ ba này xảy ra đến ba lần liên tục trong cuộc sống của bạn nhưng người thứ ba này không phải là con người mà là ma đến quấy rầy một người phụ nữ nọ có chồng người chồng là cảnh sát sau đó thì người chồng của cô ấy bị giết chết tức là cãi nhau với đồng nghiệp cảnh sát rồi bị bắn chết trước khi chết anh ta từng nói là nếu như mình chết đi là người cảnh sát mà đã chết rồi này anh ta sẽ không chấp nhận cho vợ dính líu với ai khác hay không chấp nhận cho ai sở hữu vợ anh ta sau khi người cảnh sát đó chết rồi người phụ nữ này đi tái hôn hẹn hò với người đàn ông thứ nhất sau khi hẹn hò nhau thì bất ngờ người đàn ông này cảm thấy kỳ lạ bởi vì tại sao giống như thấy vong hồn mặc quần áo cảnh sát đến gặp anh ấy rồi anh ấy kể cho người phụ nữ nghe cô ấy biết ngay chính là người chồng cũ người mà đã qua đời đến quấy rầy quấy rầy đến mức người chồng kết hôn lần đầu chia tay tiếp đến hẹn hò với người thứ hai cũng bị vong hồn đến quấy rầy rồi chia tay tiếp người đàn ông thứ ba bị quấy rầy tiếp và nặng hơn nặng hơn tức là đang ngủ với nhau với người phụ nữ này bất ngờ là hồn ma cảnh sát này đến ông ấp vợ của mình là người chồng trong quá khứ đến ông người phụ nữ này ba người đàn ông có cảm xúc giống nhau là tuổi thân và tại sao bản thân lại phải bị hồn ma đến quấy rầy mãi cảm giác tuổi thân kiểu như phải chia sẻ tình yêu hôm nay chúng ta sẽ để cho người phụ nữ này đến kể toàn bộ câu chuyện cho chúng ta nghe thử cùng nhau nghe xem trong tất cả sự việc xảy ra với tất cả người yêu và hồn ma là người chồng cảnh sát trong quá khứ này xảy ra như thế nào cùng gặp cô nừng phát cha ri gia ban chay câu chuyện này ly kỳ lắm cô nừng phải không vâng là cô nừng chồng cô nừng tên gì tên là cha xếp tam ruột họ dòng tham ma có tên thường gọi không tên cung là anh cung cuộc sống hôn nhân này bao nhiêu năm rồi khoảng hơn 20 năm. Có con với nhau không? Có hai người con. Trai hay gái? Cả hai đều là con trai. Vậy ấn tượng của cô đối với người chồng này? Anh ấy là một người chăm sóc gia đình tốt. Là người yêu quý gia đình. Cô nừng cho tôi hỏi là có lời nói nào hay sự việc nào mà kiểu như là lời hứa trong tình yêu giữa cô nừng và anh cung không? Khi anh ấy còn sống, anh ấy thường nói. Khi say anh ấy sẽ nói. Anh yêu em lắm, em là của anh, anh không chia sẻ cho ai, sẽ nói đi nói lại như vậy, đến mức vang lên trong tai thường xuyên luôn. Em là của anh, anh không chia sẻ cho ai. Sự việc mà làm cho chồng của cô qua đời. Và rồi. Câu chuyện tình yêu của hai người bắt đầu như thế nào? Vào đêm ngày 26 tháng 8 năm 2005 thì tôi nghe được tin từ em gái gọi đến lúc 11 giờ đêm. Nói là chồng chị bị bắn. Bây giờ chết rồi. Đi đòi tiền từ đồng nghiệp cảnh sát làm việc với nhau. Đúng lúc đồng nghiệp cảnh sát đang trong phiên trực. Cũng cãi nhau, đến mức đụng tay đụng chân, nên đồng nghiệp cảnh sát rút súng ra bắn. Bắn vào đúng tim luôn. Bắn mấy phát, một phát duy nhất. chồng cô có súng không lúc đó không có vì ra ca trực rồi nên không cầm súng không cầm súng rồi bắt được không họ ở đó mà không trốn họ chờ để đầu hàng đầu hàng luôn lúc đó kết luận như thế nào ngồi tù không họ đấu tranh trước tòa là họ không sai họ làm nhiệm vụ họ đang thực hiện nhiệm vụ rồi chồng mình là người sai là bên sai khi đi kiếm chuyện với họ lúc đó chồng tôi có say tôi hiểu rồi say rồi đi đòi tiền họ nên họ bắn luôn anh ấy chết ở địa điểm xảy ra vụ việc luôn không chết ngay lập tức luôn cô có bất ngờ không khi nghe tin chồng mình đã chết rồi tôi cảm thấy sốc và điếng người luôn tôi đã mong rằng nó không phải là sự thật Vào năm 2010 thì tôi kết hôn. Là người chồng mà tôi kết hôn được 2 năm đúng không? Thì anh ấy đêm tân hôn hôm đó anh ấy nằm mơ, mơ thấy giống như là một người đàn ông dáng người mũm mĩm, mặc đồng phục cảnh sát và cầm súng đến đi lại trong nhà. Anh ấy không nghĩ gì. Vào ngày Phật thì anh ấy giống như chúng tôi đang ngồi nói chuyện với nhau thì anh ấy hỏi là giống như anh ấy quay mặt lại thì thấy có người đàn ông ngồi bên cạnh tôi. Anh ấy hỏi có phải là người chồng cũ đã mất? Là người có vóc dáng bự con, cao to mũm miễn phải không? Tôi nói đúng rồi, từng thấy sao? Anh ấy kể lại hôm qua mơ thấy cho nghe. Là một người cảnh sát đã đến nhà anh ấy. Mơ thấy một lần và giống như thấy tận mắt một lần. Vâng cả hai lần đều nói đặc điểm chính xác luôn đặc điểm giống như anh cung người chồng đã mất của cô vâng chính xác hết luôn chính xác hết mặc dù chưa từng gặp nhau dù chồng của tôi chưa từng đến nhà hay anh ấy từng thấy ảnh người chồng không có không hề có vậy bản thân cô đừng cảm thấy như thế nào lúc đó thì cũng giật mình nên nghĩ là kiểu như anh ấy còn ở lại vì yêu tôi chồng mới cũng hỏi là yêu cung không tôi cũng trả lời là yêu không yêu sao được, đó là bố của các con tôi mà. Sau đó thì anh ấy, kiểu như là anh ấy sợ, anh ấy cưới vợ mới luôn. Chia tay với cô luôn. Chia tay luôn. Người chồng đã kết hôn này, hai người ở với nhau được bao nhiêu tháng, bao nhiêu năm? Người đầu tiên thì hai năm. Sau khi anh ta mơ thấy thì một tháng sau anh ta có người phụ nữ khác tiếp theo người thứ hai này thì năm 2014 năm 2014 chúng tôi hẹn hò nhưng không cưới nhau lúc này thì tôi lái xe từ nhà đi đón anh ấy anh ấy thấy giống như có người đàn ông ngồi cạnh tôi là người đàn ông mũm mĩm cao to ngồi bên cạnh tôi khi đang lái xe rồi anh ấy hỏi là người chồng đã mất nhìn vóc dáng khá mũm mĩm cao phải không vâng chúng tôi hẹn hò Tầm được khoảng 5-6 tháng thì anh ấy im lặng rồi biến mất luôn. Năm 2001 năm tôi kết hôn với một người nữa. Lúc này cưới xong được khoảng 2 tháng. Kết hôn khoảng 2 tháng thì anh ấy khi nằm ngủ thì anh ấy quay lại nhìn mà tôi cũng không biết gì, rạng sáng khoảng 4 giờ thì anh ấy dậy đi làm, anh ấy nói đêm qua thấy giống như có người đàn ông nằm ôm tôi. là người có vóc dáng mũm mĩm cao to, nằm ôm. Anh ấy hỏi người chồng cũ đã mất hình dáng như vậy phải không? Tôi nói đúng, anh ấy nói đêm qua thấy nằm ôm đó nhé. Rồi anh ấy đi luôn, đi luôn, không nói năng gì nữa. Tức người này không nói lý do thật sự là gì? Anh ấy, tôi cũng không biết nữa. Kể cả gọi điện, gửi tin nhắn thì vẫn nhận nhưng anh ấy im lặng không trả lời. Bỏ trốn luôn, bỏ trốn luôn, bỏ trốn đi luôn. Đi luôn, tôi biết anh ấy vẫn đọc tin, chỉ là không trả lời, cứ vậy im lặng. Cô Nừng đã kể cho chúng tôi nghe là những người chồng mới nhìn thấy người chồng đã mất của cô, tất cả ba người này đều nhìn thấy giống nhau hết luôn. Thấy giống nhau hết, là người đàn ông mũm mĩm, cả ba đều thấy. Cả ba người. Mặc dù chưa từng thấy mặt, chưa từng quen biết. Nói đúng hết luôn. Nói đúng hết. Là người đàn ông hình dáng mũm mĩm to cao. Có nghĩ người chồng mới đã bỏ rơi cô là vì họ tôi ghen với hồn ma không? Tôi cũng nghĩ vậy, vì họ từng hỏi tôi là hỏi tôi có yêu cung không, tôi trả lời có, không yêu sao được, đó là bố của bọn trẻ. Vậy bản thân cô có từng nhìn thấy vong hồn không? Chưa từng nhìn thấy, chỉ gặp trong mơ. Đến trong giấc mơ của tôi thường xuyên. Mỗi khi tôi quen người khác thì anh ấy đều đến. Mơ thấy mỗi khi anh ấy đến, mỗi khi tôi ở với người khác thì sẽ mơ thấy, mỗi khi đi du lịch với các bạn thì sẽ có cả nam và nữ. Câu nói của anh ấy giống như vang lên trong đầu tôi, nói em là của anh, anh không cho ai đâu, tình yêu của anh. Sẽ nói với cô như vậy. Nghe mãi, cho dù là ai dính líu tới cô thì đi đâu cô cũng nghe thấy tiếng. Sẽ có tiếng vang lên trong đầu là em là của anh, anh không cho ai hết. Lúc còn sống anh cung có biểu hiện sở hữu cô không? Khi không say thì không nói đâu, nhưng khi say anh ấy sẽ nói, anh yêu em nhé. Em là của anh, anh không cho ai hết, anh ấy cứ nói như vậy. Khi anh ấy say sẽ nói lặp đi lặp lại như vậy. Em là của anh, anh không cho ai hết, anh yêu em. Khi không say thì không biểu hiện ra. Không biểu hiện. Nhưng khi nào say thì nói như vậy. Vâng. Cả yêu, cả lo lắng, cả ghen tuông. Tôi xin phép được chia buồn về việc người chồng đầu tiên đã mất và tình yêu trong cuộc sống không trọn vẹn, ở cả ba lần. Bây giờ, kể từ khi người thứ ba đã chia tay, thì cô có quen ai nữa không? Không. Bao nhiêu năm rồi? Từ năm 2001 năm đến nay. 2001 năm tới 17, ba năm liên tục không gặp gỡ ai. Không quen ai luôn. Hôm nay cô đến đây muốn được giúp gì? Muốn hỏi là anh ấy. Vấn vương hay lo lắng điều gì? Mà thường xuất hiện trong mơ. Tại sao anh ấy không chịu đi đầu thai? vậy tôi xin phép được mời anh Lưu, từ con số ngày tháng năm sinh của khách mời và gia đình. Cô Phát Cha Ri cùng anh sau cung. Cô Phát Cha Ri này, trong ngày tháng năm sinh của cô ấy, nhớ nhung về người đã ra đi. Hoặc nhớ nhung hình ảnh đã chết của một ai đó. Ở trong cuộc sống của cô ấy, còn anh sau cung này, là người có sự khắc sâu trong lòng. Cuộc đời chỉ toàn chuyện nóng giận, rơi vào chuyện cảm xúc khá nhiều. Và rồi, tôi nhiên về trường hợp anh sau so cung này có lẽ không còn sống nữa rồi vì trong các con số nói cho biết rằng người đã chết có tình trạng căng thẳng liên quan đến tình yêu hoặc chuyện liên quan đến người bên cạnh mình mà họ gặp phải và tôi cũng tin rằng cô phát cha ri gia có lẽ suy nghĩ mình là một trong những nguyên nhân làm cho anh sau so cung này sinh ra căng thẳng giống như hai người này không sống cùng nhau hay là Có sự chia cách nhau Bởi vì một lý do gì đó Tôi đã đọc rằng Cô Phát Cha Ri Người này sinh ngày mùng 9 Và sinh nhầm vào tháng 5 9 cộng 5 là 14 Số 4 là cái chết Người này nhớ nhung người đã chết Hoặc khắc sâu trong lòng về người đã chết Có tính cách Tự tin vào bản thân hoặc có phương pháp suy nghĩ của riêng mình Cẩn thận chuyện cảm xúc cho tốt nhé Tiếp theo Anh sau so cung Là người đã khắc sâu chuyện gì thì sẽ ít khi quên Là người cất giấu cảm xúc Sinh ngày 2 Cộng với tháng 3 là tháng nóng, Tổng bằng năm. Có nghĩa người này rơi vào chuyện cảm xúc. Cảm xúc khá là giấu kín. Cất giữ cảm xúc. Có cái gì, thì cũng không nói hoặc giải bày. Địa chỉ nhà 253. Số 2 là bản thân họ. Số 5 là tâm trạng của họ. Số 3 nghĩa là họ đau khổ chuyện tình yêu. Nên tôi nhiên về trường hợp người này có lẽ không còn sống nữa. Còn cô Phát gia Khi xem trong địa chỉ nhà. Người này cũng có cảm xúc khắc sâu trong lòng về chuyện của người đã chết Đây là tất cả những gì mà anh Lưu cảm nhận được Sau khi chỉ đọc mỗi ngày tháng năm sinh của khách mời mà thôi Sau khi anh kích kể lại toàn bộ câu chuyện cho anh Lưu nghe Anh Lưu có thể cảm nhận thêm được gì hay không? Đừng bỏ lỡ dù chỉ một giây nhé Theo như tình huống trong trường quay bây giờ Anh Lưu đã cho cô nừng thắp nhang để mời vong hồn anh cùng đến kết nối trong trường quay Liệu vong hồn sẽ nói điều gì? Đừng bỏ lỡ nhé. Tôi cố gắng lần theo làng khói nhang xem có chuyện gì xảy ra. Thì tôi thấy một nơi. Không biết là ngôi nhà nào. Nhưng nó giống như là. Giống như có lối vào. Giống như đường kẻ dành cho người đi bộ nhưng nó có từng lối. Có từng lối như đường kẻ trên tấm rèm. Có. Nhà nào? Số nào? Ở đây. Nhà 253. Là nhà nghỉ của chính phủ có ảnh của cô cùng anh ta Ở trong khu vực đó không? Bây giờ không còn nữa rồi Không phải, mà là 10 năm trước Có Khi mà cô khấn nguyện Gọi anh ta đến, anh ta không đến nha Nên tôi thử bắt làng khói nhang Rồi mời thử xem anh ta có đến không Cũng không xuất hiện Nên tôi nói tiếp là Xin cho làng khói nhang dẫn đường đưa tôi đi gặp anh ta chút Nên anh ta đưa đi đến một nơi Điều đầu tiên tôi gặp là sợi thuốc lá sau đó anh ta dẫn đi tiếp rồi nói là Nền ở đây sẽ không giống nhau Nhưng đứng ở chỗ này Sẽ nhìn thấy được hình Của anh ta cùng với cô Tôi không biết ảnh đôi hay ảnh đơn vì tôi không chắc Ảnh đó ở đâu Khi anh cung qua đời Họ sẽ phá bỏ tất cả gỗ ra hết Vì đó là ván xếp chồng lên nhau Rồi được bao quanh bằng gỗ Và ảnh của chúng tôi sẽ ở đó họ dỡ bỏ nên không biết lạc ở đâu ảnh đó là thời anh ấy chưa làm cảnh sát mà làm thợ điện rồi có một chiếc xe máy là ảnh chụp chung với nhau ảnh đó là ảnh hạnh phúc nhất trước khi có tất cả vấn đề tôi muốn biết một chuyện trước quay trở lại thời điểm trước khi anh ta bị bắn hay đã chết bản thân cô và anh ta có vấn đề gì với nhau không khi đó tôi đang mang thai mang thai đứa con thứ hai rồi lúc này anh ấy có người phụ nữ khác đến mức họ bao nuôi anh ấy luôn anh ấy đi ba tháng không về nhà luôn nên tôi đi tìm anh ấy khi đi tìm được rồi thì anh ấy lại làm lớn chuyện tức khi bắt được thì anh ta lại kiểu làm lớn chuyện lên anh ấy sẽ điên cuồng luôn điên cuồng gì vậy vì tôi biết bí mật của anh ấy rồi anh ta nói sao anh ấy nói không phải chỉ là em gái thôi khi đó tôi bắt đầu không tin tưởng anh ấy nữa đó là vấn đề đã xảy ra trong gia đình rồi từng có lần nào không mà anh ta không tin tưởng cô từng có vì tôi thấy chồng mình thay đổi nên tôi cũng bắt đầu nói chuyện Chọc tức lại Chọc tức anh ấy Tôi bắt đầu ăn diện Bắt đầu uống rượu, bắt đầu đi du lịch Cô uống rượu Đúng vậy, từ một người chưa biết uống Từ một người chưa biết uống rượu bia Anh ấy làm vậy thì tôi thay đổi luôn Rồi cô có người đàn ông khác không? Cũng có, nói chuyện bình thường qua điện thoại Khi đó cô vẫn đang sống với chồng mình Vì anh ta làm được thì cô cũng làm được Vâng Cô từng dính líu đàn ông khác không? chưa từng dính líu nhé nhưng từng nói chuyện điện thoại rủ đi ăn thì tôi cũng chấp nhận đi vậy chồng cô biết không anh ấy cũng biết rồi ghen tuông từ lúc đó ngày càng nặng dần cô có nói do anh ta làm được thì mình cũng làm được không có nói anh ta nói sao cãi nhau luôn từng nói anh ấy nói mình là đàn ông thì việc đó không mất mát gì nhưng phụ nữ thì có mày tao luôn không mày tao luôn đến mức lấy súng dọa bắn tôi cuối cùng nhé điều mà cô luôn có được khi anh ta đang còn sống cho dù anh ta có gặp gỡ ai đi nữa cho dù anh ta có trốn khỏi cô bao nhiêu tháng bao nhiêu năm đi nữa nhưng lần nào anh ta cũng chưa từng rời khỏi cô được rồi cũng quay lại như cũ trong cuộc sống lứa đôi mà hai người cứ hơn thua nhau mãi cho dù anh ta có ai đi nữa nhưng thật sự thì người ở trong lòng anh ta mãi mãi là cô không ai có thể hẹn hò với cô được nữa cô hiểu câu này phải không mỗi lần cho dù anh ta có vô trách nhiệm hay đối xử không tốt với cô đến đâu nhưng nếu anh ta chỉ cần nói tốt với cô một câu thôi cô cũng tha thứ tất cả rồi trong suốt khoảng thời gian đã qua cho dù anh ta có bao nhiêu người khác đi nữa trong lòng cô sẽ chỉ luôn nói một câu là Không phải thật đâu, dù thế nào anh ta cũng yêu mình. Chỉ là tâm trạng anh ta không tốt. Anh ta chết đã 10 năm. Người không buông bỏ được anh ta, không phải hồn ma, mà, mà là bản thân cô. 10 năm trôi qua, tiếng nói vang vọng trong đầu cô. Là lời hứa với tình yêu mà anh ta từng dành cho cô ma được sinh ra từ trong tâm không buông bỏ được nó khiến cho cô sinh sống với người mới khó khăn hơn vì trong suốt thời gian vừa qua cô hẹn hò với ai đi nữa cô luôn coi họ như cái bóng của người này cái này tôi công nhận cô luôn chọn người mới giống như người này về tính cách chọn giống anh ấy đúng không vâng người khiến cho hồn ma đi đâu cũng không được không phải là ai khác mà chính là cô tiếng mà cô nghe được là tiếng của tình yêu mà cô từng có với nhau nếu cô không buông bỏ được hồn ma sinh ra ở trong tâm của cô thì sẽ không đi đâu được cô là hình ảnh phản chiếu của anh ấy cô ở với tình nhân nào cô có kể chuyện của bản thân cho họ nghe không làm sao họ biết được cô từng có người chồng đã mất Tôi từng nói với họ là chồng tôi đã chết Đúng rồi Chính vì vậy, lý do để rời xa cô Là sử dụng mọi lời mà cô nói như một cái cớ Chính vì vậy Đừng trông chờ, đừng đổ lỗi cho người đã mất Cô nừng này, từng có người yêu nào trong ba người này Đau lòng khi mà cô nói đến anh cung không Đề cập đến anh cung Từng có người nào. Người đầu tiên từng hỏi tôi là, tôi có yêu anh ấy không? Tôi nói bình thường. Nhưng tôi yêu chồng cũ nhiều hơn, vì đó là bố của con tôi. Trả lời thẳng luôn. Vâng, nói thẳng là tôi yêu anh cung. Vì là bố của con tôi. Nhưng ba người đó tôi chưa từng nói lời yêu. Điều xảy ra với cuộc sống lứa đôi của cô không có liên quan đến hồn ma. Vâng. Bây giờ vong hồn anh ta không còn nữa rồi. Vâng, anh ta đi theo nghiệp nợ tôi nhận biết được từ điều đã được khắc sâu trong lòng của cô chỉ còn lại cô thôi cô buông bỏ được anh ta hay không thôi cuộc đời của con người thật ngắn ngủi nếu chúng ta phải xa rời người mình yêu với một tâm trí bất an có lẽ sẽ khó để siêu thoát được vì vậy nếu có cơ hội yêu nhau cũng nên làm tốt nhất có thể trước khi không thể quay lại để sửa chữa cái gì được nữa rồi quý khán giả đang xem chương trình lúc này bạn đang hẹn hò với người từng có người yêu đã chết rồi hay không nếu như có và vong hồn ma đó nếu bạn tin nhé là một phần nguyên nhân khiến cho mối quan hệ trong tình yêu của bạn không tốt lên bạn nên nhớ một điều là hồn ma khi chết đi rồi không có sức mạnh làm bất cứ cái gì trên thế giới này được nếu họ làm được thì chúng ta ngày nay khi tức giận ghen ghét hay yêu ai cũng sẽ chọn tự tử rồi đi hãm hại người khác điều đó là không thể chính vì vậy bạn phải hỏi bản thân mình là bạn yêu người này nhiều ra sao nếu bạn yêu họ rất nhiều và nếu vong hồn đó đến để ngăn cản hoặc không cho bạn hẹn hò bạn hãy làm nhiệm vụ của một người đàn ông hãy nói thẳng với họ là tôi sẵn sàng để chăm sóc người này rồi để cho người phụ nữ hay người yêu của người đó nói với họ là hãy siêu thoát đi rồi sẽ tạo phước gửi công đức cho không phải chỉ mỗi đi tìm thầy pháp nó có lẽ không giúp gì được đâu bởi vì nó là mối liên kết giữa hai người với nhau ai là người buộc thì người đó phải là người gỡ